và cá nướng chín vàng rồi. Mình trộn salad để ăn kèm đây. Tuyệt vời, cơm mình nấu đã chín rồi. Cơm chín thơm quá à. Mùi cơm thơm quá. Lần sau tụi mình sẽ nấu cơm lam nha. Cơm lam mãi đến. Chuyến dã ngoại này chắc chắn rất đáng nhớ. Chúng ta sẽ là những siêu đầu bếp nhí đúng không? Mới tưởng tượng thôi mà mình đã thấy thích rồi. Tụi mình sẽ hái rau, hái nấm trong rừng để nấu ăn. Bằng kinh nghiệm và kiến thức về nấm độc với nấm ăn được ngày hôm trước, mình rất tự tin trong việc hái nấm. Mình sẽ nhóm lửa. Tụi mình nhóm hai bếp luôn. Một bếp nấu cơm, một bếp nấu canh, nấu rau, chịu không? Quá tuyệt. Ăn xong tụi mình sẽ vô lều nằm ngủ. Mình sẽ ngồi đọc sách và ăn kem hoặc là uống sinh tố. Đúng vậy, tụi mình có thể hái trái cây rừng để làm nước ép hoặc là sinh tố. Nhóm mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Các bạn có chuyện gì vui vậy? Ngày mai trường mình tổ chức cho học sinh đi dã ngoại để học các kỹ năng trong cuộc sống đó. Cho nên tụi mình đang bàn nhau chia việc coi ngày mai tụi mình sẽ làm gì đó. Các bạn nhớ đem theo bộ dụng cụ dao kéo đa năng nha. Tất nhiên, thầy cô đã dặn tụi mình đem theo đầy đủ nồi niêu và dụng cụ nấu bếp rồi. Nhà trường sẽ cung cấp gạo, dầu ăn, muối, mắm cho tụi mình nữa. Các bạn có đem theo bếp ga mini không? Chắc là không cần đâu. Tụi mình tự tin sẽ nấu bằng củi. Đúng vậy, nấu cơm củi mới đúng chất dã ngoại chứ. Sao chụm lửa khó dữ vậy? Không chụm được lửa làm sao mà nấu ăn đây? Mình cũng không ngờ chụm lửa khó như vậy đó. Giờ phải làm sao đây? Thông thường chỉ có các loại rau dền, rau dền tía, rau dền cơm, rau càng cua, rau sam là ăn được thôi. Còn các loại rau này của các em là cỏ dại, có loại còn chứa độc tố, không ăn được nhé. Phải quan sát đúng loại rau ăn được mới được hái. Các bạn sao rồi? Có nấu được chưa? Hôm qua chú cô nói đúng. Không có bếp ga tụi mình không thể nấu ăn được. Không biết vì sao ông bà mình ngày xưa có thể chụm lửa nấu mà không cần bếp ga nữa. Hơi, để mình giúp các bạn nha. Mình tìm hiểu thì biết loại bếp dã chiến như vậy sẽ không bị gió thổi tắt. Nào giờ mình nhấn nút là có thể bật bếp ga nấu được đồ ăn rồi. Hoặc bấm nút nồi cơm điện là có cơm ăn. Không ngờ ngày xưa ông bà mình phải nấu cơm cực tới như vậy. Không ngờ nấu một bữa ăn lại cực như vậy. Tụi mình làm cực khổ như vậy mà chỉ có cơm và canh thôi đó. Còn thiếu món xào và món mặn nữa. Các bạn phải nhanh lên nữa đó. Bữa cơm do chính tay tụi mình tự nấu, không nhờ đến máy móc mà nấu bằng củi lửa. Vậy mới biết cuộc sống hiện đại với các thiết bị máy móc hỗ trợ đã giúp cuộc sống chúng ta tiện nghi hơn rất nhiều, phải không các bạn? Nhưng mình nghĩ những kỹ năng sống rất quan trọng để chúng ta có thêm kinh nghiệm, tìm hiểu được nhiều điều hay và có thể vận dụng khi cần thiết nữa. Chúng mình phải biết ơn vì ông bà cha mẹ đã tạo ra những máy móc thiết bị đến từ trí óc và khoa học cho chúng mình có được cuộc sống tốt đẹp và tiện lợi như vậy. Tụi mình còn phải cảm ơn mẹ nấu cơm cho tụi mình ăn hàng ngày nữa đó. Không có mẹ, chắc tụi mình đói chết luôn. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ.